Xin chào cả nhà. Chúng ta lại gặp nhau giữa các khu vườn nữa rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà một góc nhỏ của một cái khu vườn rất là đặc biệt. Khu vườn này phải nói là đặc biệt, gọi là có nếu nếu mà nói là thứ hai thì chắc không có vườn nào thứ một đâu. Mình đặt tên cho cái khu vườn này là khu vườn thẳng đứng nha. Cả nhà hình dung đi, mình đặt tên thẳng đứng là nó cũng có cái lý do, nó thẳng đứng 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 lên. Ổi à, đây là cái ổi nè, đó đó đó, các bạn thấy cái ổi nào mà đang thu hoạch mà đứng 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 vậy chưa, rất là đặc biệt luôn. Mùa này không có trái chứ, mùa trước là mấy tuần trước là trái dữ lắm nha. Đó đó, có trái kia kìa, cao gì sao hái tới. Để mình cố gắng mình leo lên mình hái thử cái cây nha. Chỗ này trái thấp thấp dưới nè, mà có ngon không đó. Khu vườn rất đặc biệt, cái gì nó cũng thẳng 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 lên thôi. Bạn nhìn cái chuối à, cũng thẳng 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 lên. Bên kia cây bưởi nó cũng thẳng 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 lên, tại vì đây là khu vườn thẳng đứng, cái gì cũng phải thẳng lên, thẳng lên mới sống. Cái nào thấp thấp dưới chỉ có cỏ, thấp thấp dưới là chỉ có cỏ thôi. Trái dữ lắm nha. Bưởi nè, nãy giờ là mình giỡn thôi. Cái khu vườn này là có thể xem đây là một khu vườn đa tầng, đa tầng đa tán. Các bạn có thể hình dung thế này, ở dưới mặt đất đây, đây là những cái cây thơm, rồi đây là tầng thấp nhất nha, tới tầng trung. Tầng trung mình có thể coi là những cái ổi thấp, cây bưởi nè, tầng tầng cao nè, cây chuối nè. À, có nghĩa là từ dưới mặt đất mà lên tới độ cao mà 6-7 mét là sử dụng hết, mình không có bỏ một cái khoảng không gian nào hết. Cái sự lợi hại của những cái khu vườn như này là nó nằm ở chỗ đó, cái hiệu suất sử dụng nó rất là cao. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng do mình không quen mắt, nhưng mà khi mà mình ở trong một cái khu vườn nè, mình bước vô đây, cái không khí ở trong đây nó rất là trong lành dễ chịu. Tại vì các bạn cứ tưởng tượng giống như mình bước trong một cái khu rừng, cái khu rừng thu nhỏ đây, các bạn nhìn xung quanh không có chỗ nào là không có màu xanh cả. Một cái vườn cây rất là đặc biệt. Ông chủ vườn này thì cũng tốn rất nhiều tâm trí vào cái vườn này. Đây lại là một cái cây dương lên cao nữa, cây mận. Xưa giờ mọi người thấy mà cái cây mận mà mình thu hoạch á là thấp thấp không à, nhưng mà các bạn nhìn cây mận này, ông chủ ông làm cái gì à? Bắt cái vàng gì trên đây nè, để mình leo lên coi coi ông chủ ông làm cái gì mà trên trời mà nghe nào không biết nữa. Ông làm khu ngôi nhà trên mây hay gì đây nè. Yeah.
Dạ. Đó. Bây giờ mình đã lên cái độ cao này nè, ngất cả ngưỡng rồi nè. Độ cao này phải 4 mét rồi. Cái cây mận này chắc cao 7 mét đó cả nhà ơi. Đây là mận đá xanh, xanh xanh đường. Hồi hồi. Ông chủ ông làm cái nhà này tiện quá. Lên đây ăn trộm mận rồi ngủ trưa trên này luôn. Hồi ơi tiện quá. Trời ơi. Nhìn xuống độ cao nè. Thôi sẵn tiện mình review luôn một cái mận mận xanh nha. Review luôn. Ngọt má ơi luôn. Ăn cái mận mà đứng trên độ cao 5 mét là ăn à. Mận nhắc 3 trái no á. Quá. Làm cái gác này bắt thì mấy cây lên nằm ngủ là thầy luôn. Trời trên cao nhìn xuống không thì đặc biệt không. Như ở trong rừng luôn. Nhìn nè các bạn, nhìn nè, mận này là phải bọc nha, không bọc là ruồi nó đục hết. Còn đây cái sản phẩm này là sóc cạp nè. Nè sóc cạp nè, mấy cái này nhìn dày nha chứ ăn ngon lắm nha các bạn. Mà kia quá trời luôn mà đâu có ra được đâu, xa quá. Nội ơi trên cao cái quá trời. Cái mận gì ở dưới đất không thấy cái nào á mà leo lên cháu quá trời. Trời ơi cay quá trời. Thôi chắc mình xuống quá, tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại video sau.